cộp đà buộc dàn rồi nó khai sống riêng tay tầm mệt bằng lẽ hao lơ tay tầm bay chật mà bớt tất bọn chật bần bạc tầm thủ kỵ rồi ý bún ý tâm sống riêng trăm hòn ngăn rồi nạc nô Trần Văn Bình xã Thuận Hạnh qua tình trọng còn tật nông kẹt lâu tuyết ta sống riêng kinh chất tầm bờ chung bàm tất bờ chung bọc tầm bay nằm bờ bần chung bàm nô răng tầm hợp tác xã can đào tuyết tâm hữu cơ hòa phát xã Thuận Hạnh nô kia tầm bạn nô kít binh tâm tây đào tâm sầu riêng cọ ca màn bờ năm ba cây play sầu riêng hạt nắc nô lệ từ cà phê kép dông nâu tầm mặt lấp đàn tóc ta chặt vắt play mụ đề ta chặt cơ gộp đa bàn đập tư thị trường đầu ra của sản phẩm thì anh bơ tóc ta chặt vắt play ngân ra tách mã puli tách nhà vắt chi trần trên đồng đều e họ kiên đầu tầm mặt lấp từ trước nên ngon năng cấp ở trong pritek xâm con chưa ăn tóc ta chặt cơ play đàn đọc lại nước cân nam thì bọn là đắp văn tâm tóc tổn hao đầu kiến chết tay oai đông thì bà con yên tâm canh tác mô tư nội bình ốc quân tâm bằng lập bà phương hợp tác xã can đầu tuyết tâm hữu cơ hóa phát 5 triệu đồng ăn ngăn cây nắp cân nam ấp non trên tâm tinh tivi kép để quân đội bọn lan hôm tinh chấp chấp tâm nục tâm mất mây ngăn là mô tư tông ấp tiền bù phần taxi hóa học kiên trên tạ lục tam sầu riêng cấp trinh dùng play oe nhanh có cá đồng khẳng trị nấu bóng lan út trong ngăn là play tách khoai đệ gộp đà play tâm tình trong căn âm bây giờ đầu ra ở đây là theo những cái con buôn ở mọi nơi đến đấy là giá thành không đủ là đồng đều là năm được gần là tách trên riêng mà bùn hít tách gần phát tiếp theo là nóc hay mua thịt đằng cướp út trong hợp tác xã can nấu tuyết tâm hữu cơ hòa phát xâm con cho anh tóc ta chặt cân nắp cân năm bay sầu riêng kê phụ nữ bọn đàn đắp băn bọc tị lục tâm tổn hao đầu kinh trị đồng thuận tiện để cho dân này làm ăn phát triển mạnh hơn. Hợp tác xã can đầu tuyết tâm hữu cơ hòa phát apple kipper trung bờ phụ nữ lẽ ngôi tóc tâm sầu riêng của hợp tác xã đại thư có việc kép thời thi ngần là tâm đầm bờ bần bờ chất bay sầu riêng của hợp tác xã hôm tương quan tận trong sách ăn trong nát tầm mặt lòng bay xã ô cóp cưng cơ nay tư cóp bay xã ô cóp bay sao cả cái âm tin đầu nói phun tâm dùng bay sầu riêng của hợp tác xã màn tươi tách tạm tóc tạc gật cực trị rị tình tách mục hay bự áp bù ni tầm hợp tác xã e họ chanh bác huy lục tâm sản phẩm của chúng tôi là sản phẩm ăn trái mà trái sầu riêng thì nó rất khó tính được phong hên là bài xa rị mấp ấp nơi chuyển chốc tầm nộp mất mây hành prăm bài tạ chi bẹ đừng rị phong hên ở trong ấp cương can có chơi tóc tay chặt cơ play ngần là ấp mình nằm bàn nắp tơ kê phương hiệu bọn là đâm bàn bò vùng người lục tâm đi đến cái chăm sóc cái sầu riêng sạch này nó đảm bảo theo cái tinh thần mà bà con đã công sức đã bỏ ra. Tâm bằng lập tốt tâm tình trong đập cân đâm lần đầu út trong phước bồn lan nên tốt tình chúc cho ta can. Khạn rị kê nâu can ơn nấp cân đâm, gương can hôm tâm can chập chập đệ. Ngân là co chuyên tóc ta chật cực play. Kê ơn kinh đồng binh nên chúc cho phụ nữ bồn lan đắp văn hào chiêng, đánh tất nâu can miền bền nấp cân đâm, nên xong tị lòng.